Để có mặt tại vòng chung kết, các thí sinh đã phải vượt qua vòng loại khu vực, với 3.000 tay lái trên cả nước tham gia so tài, 74 ứng cử viên xuất sắc nhất từ 37 nhà phân phối ủy quyền của MMV đã được lựa chọn cho cuộc tranh tài bán kết đã diễn ra từ 26/11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2020. 10 tay lái xuất sắc nhất đã được tìm ra để tham dự vòng chung kết, diễn ra vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 vừa qua tại Nha Trang Phan Thiết, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng. Các thí sinh tham dự vòng chung kết sẽ được bốc thăm chia làm 2 đội, mỗi đội 5 thành viên, thi đấu trên 2 mẫu xe Xpander và Arche, với tổng quãng đường 200 km được chia làm 5 chặng. Mỗi thí sinh sẽ cầm lái 1 chặng, 2 chặng đầu với Arche và Xpander ở 3 chặng sau. Các đội thi sẽ tự sắp xếp các thành viên thi đấu ở mỗi chặng dựa theo thế mạnh và kinh nghiệm. Hành trình từ Nha Trang đến Phan Thiết có tổng quãng đường dài hơn 200 km, được MMV lựa chọn để các thí sinh tranh tài ở vòng chung kết lần này ẩn chứa rất nhiều thử thách. Đây là chặng đường hỗn hợp bao gồm nhiều đoạn đường khác nhau, có đoạn đường trường, đoạn đèn đỏ, đoạn đường trong đô thị với mật độ giao thông đông đúc, dốc cầu và các điểm giao cắt, nhằm mô phỏng điều kiện lái xe gần gũi, thực tế và chân thực nhất cho khách hàng. Để đảm bảo chất lượng cuộc thi, trước màn tranh tài, các xe tham gia đều được MMV lắp đặt sẵn các thiết bị chuyên dụng đo mức tiêu hao nhiên liệu FC9521, được nhập khẩu từ Nhật Bản, có cơ chế làm việc ưu việt và chính xác hơn khi sử dụng cảm biến để đo lượng nhiên liệu tiêu thụ. Đây là cuộc thi nhưng mang tính thực tiễn rất cao, chiếc xe là phương tiện phục vụ gia đình, phục vụ nhu cầu cá nhân nên cần được thoải mái và tận hưởng. Do vậy Mitsubishi đã áp dụng tiêu chí đó vào bài thi cho hai mẫu Xpander và Arche. Đúng 8 giờ sáng ngày 12 tháng 12, hai đội xuất phát thi hai chặng đầu tiên trên mẫu xe Mitsubishi Arche với tổng quãng đường gần 100 km. Ở giữa chặng hai đội sẽ có một lần đổi tay lái tại Ủy ban Nhân dân xã Lợi Hải, sau đó tiếp tục hoàn tất hành trình và ghi nhận kết quả tại Hòn Cò Resort. Buổi chiều cùng ngày, sau khi kết thúc quá trình nghỉ ngơi tiếp năng lượng, sẽ là lượt thi của 3 thí sinh còn lại của mỗi đội trên mẫu xe Mitsubishi Xpander, được chia làm 3 chặng với tổng lộ trình dài hơn 100 km. Xuất phát từ Hòn Cò Resort, 3 thí sinh sẽ có 2 lần đổi lái tại trạm xăng dầu Thắng Lợi, khu du lịch Bầu Trắng và kết thúc trạm thi đấu để ghi nhận kết quả tại trạm dừng chân Hải Thắng. Sau trạng đua dài hơn 200 km đầy kịch tính và hấp dẫn, trải qua nhiều loại địa hình khác nhau, cuối cùng chung kết cuộc thi thử thách lái xe tiết kiệm nhiên liệu EcoDrive Challenger 2020 cùng Mitsubishi Xpander và Arche đã tìm được chủ nhân cùng mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thấp nhất, với tổng giải thưởng trị giá lên đến 200 triệu đồng. Kết quả chung cuộc, Xpander đạt mức tiêu thụ nhiên liệu cực kỳ ấn tượng, trung bình 4,23 lít trên 100 km, phá kỷ lục của cuộc thi đặt ra là 5,06 lít trên 100 km. Trong khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của Arche đạt 3,15 lít trên 100 km, vượt trội so với kỷ lục trước đó là 3,91 lít trên 100 km.